Xin chào các bạn. Nói đến đồng hồ là nói về một ngành công nghiệp có lịch sử hàng trăm năm với nhiều thăng trầm và biến cố. Để đánh dấu những cột mốc quan trọng trong hành trình của mình, các thương hiệu thường dùng đến những sản phẩm heritage hay còn gọi là di sản. Và trong video này, Đức sẽ cùng các bạn khám phá một mẫu đồng hồ như vậy, đó là Tissot Heritage 1948. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc Rest Chronograph thực thụ. Trong một số video review trước đây thì mình đã từng nhắc đến khái niệm này để chỉ những chiếc đồng hồ có ngôn ngữ thiết kế sang trọng, lịch lãm nhưng lại sở hữu mặt số phức hợp với tính năng bấm giờ thể thao. Kiểu thiết kế này thường dành cho những người có chu vi cổ tay tương đối lớn. Các mẫu hiện đại thường có size khoảng 44mm. Nhưng vì đây là một chiếc Heritage đại diện cho một thời kỳ xưa cũ, khi mà những mẫu Rest Watch 3 kim có kích thước nhỏ hơn bây giờ khá nhiều thì nó vẫn cực kỳ nổi bật với đường kính là 39,5mm. Nhìn về tổng thể thì mẫu này đại diện cho một cơn sốt Rest Chronograph khuynh đảo thế giới đồng hồ những năm 40 của thế kỷ trước, khi người ta tạo ra bước đột phá về việc bổ sung tính năng thể thao cho một chiếc đồng hồ sang trọng. Điều tưởng chừng như bất hợp lý nhưng đến bây giờ thì chúng ta phải thừa nhận rằng thực tế đã chứng minh rằng đây là một thiết kế ấn tượng trong thế giới đồng hồ. Nếu nhìn về khoảng thời gian 10 năm trước thì các bạn sẽ bắt gặp một chiếc Heritage tương tự với chiếc này ra mắt nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Tissot. Ngôn ngữ thiết kế và cảm hứng cho từng chi tiết khá là tương đồng, nhưng phiên bản mới này mang tên là 1948 lại đem đến một cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế hơn khi loại bỏ thang đo tốc độ tachymeter, đồng thời thay thế số 12 Ả Rập bằng số 12 La Mã ở vị trí tương đương. Tất cả những điều đó làm cho mặt số trở nên thoáng hơn, dễ quan sát hơn và đậm chất của một chiếc Rest Watch hơn. Mình nghĩ đây là một phiên bản làm mới xuất sắc của hãng đồng hồ đến từ xứ Lơ Lốc. Ngoài cọc số 12 giờ đã được thay đổi thì những chấm tròn nhỏ tượng trưng cho các mốc thời gian khác được giữ nguyên so với phiên bản 15 năm trước. Thiết kế này đã từng có trên một mẫu đồng hồ ra mắt đúng vào năm 1948, thời kỳ mà Tissot làm thế giới ấn tượng với bộ máy có khả năng chống nhiễu tử vượt trội. Bộ kim trung tâm thì lại gợi nhớ đến thiết kế kinh điển của dòng Lơ Lốc chứ danh, vốn là một sản phẩm bán cực kỳ đắt khách của hãng Tissot. Chiếc này còn có thêm những chi tiết thú vị nữa lấy cảm hứng từ Lơ Lốc mà mình sẽ nhắc đến ở phần sau của video. Giờ thì là thời gian dành cho tính năng chronograph. Đồng hồ với tính năng bấm giờ thể thao không còn làm cái gì đó quá xa lạ, đặc biệt là với những khán giả của đồng hồ Duy Anh. Nhưng tính năng chronograph trên một chiếc máy cơ thì lại là một trang bị đắt tiền. Ví như chiếc này có giá khoảng trên 40 triệu đồng, nhưng so với một mẫu máy Quartz có cùng tính năng đến từ Nhật Bản thì chỉ có giá là 1/10. Kiểu thiết kế sắp đều phục vụ tính năng này cũng rất hoài cổ, với các vị trí là 3, 6 và 9 giờ. Nó hoàn toàn thuộc về phần bên dưới của mặt số chứ không chia đều như các mẫu hiện đại. Theo mình biết thì để làm được như vậy, bộ máy sẽ cần thiết kế phức tạp hơn khá nhiều. Mình sẽ thử tính năng này cho các bạn nhé. Như các bạn đang thấy, kim dây trung tâm đang ở vị trí 12 giờ. Đây chính là kim dây bấm giờ, trong khi kim dây xem giờ vẫn hoạt động bình thường ở góc 3 giờ. Hai mặt nhỏ còn lại là thước đo theo 30 phút và 12 giờ. Như vậy là chiếc này có khả năng đếm giờ tối đa lên đến 12 tiếng, khá là ấn tượng. Khi mình nhấn nút phụ ở phía 2 giờ thì kim bấm giờ sẽ bắt đầu chạy. Như các bạn đang thấy, ấn một lần nữa thì kim bấm giờ này sẽ ngừng lại. Chúng ta sẽ đo được cái khoảng thời gian vừa mới trôi qua, như là mình vừa thử xong. Để mà reset nó lại vị trí ban đầu thì hẳn các bạn đã quen với việc là ấn nút phụ ở góc 4 giờ rồi. Nhưng khác với những mẫu chronograph mà mình thường hay giới thiệu thì kim bấm giờ sẽ trở về vị trí ban đầu theo một cách hoàn toàn khác. Sẽ bấm thử. Đó, như vậy là kim bấm giờ sẽ giật ngược về vị trí 12 giờ, ngược chiều kim đồng hồ. Mình sẽ thử lại các bạn một lần nữa nhé. Đây là kim bấm giờ đang chạy. Đang chạy, chúng ta sẽ đến vị trí là 5 giây rồi. Và bây giờ là 10 giây. Mình sẽ bấm dừng và kim sẽ trở lại vị trí ban đầu, giật ngược lại theo hướng ngược kim đồng hồ, khá là khác đối với những mẫu chronograph thông thường. Phong vỏ của chiếc này thì nhìn chung là mang phong cách cổ điển, rất là thanh lịch với việc được hoàn thiện bóng kết hợp phay xước. Đây là cách mà Tissot thể hiện trên dòng Lơ Lốc. Khác biệt ở phần vành được vát khá mạnh, tạo cảm giác trong mặt số nhỏ hơn so với kích thước thật. Cộng thêm lớp kính mica nữa thì có cảm giác là hoài cổ, càng ngày càng rõ ràng.
Ở đây thì Tissot không sử dụng kính sapphire hay kính khoáng mà sử dụng chất liệu mica với mục đích là lưu giữ lại những gì mang hơi hướng của một thời năm tháng oai hùng đã thành lịch sử. Lịch sử đó còn được khắc họa chi tiết với những thiết kế ở mặt đáy rất là đặc biệt, gợi nhớ đến dòng Lolok, các bạn có thể xem thêm. Như các bạn đang thấy thì dòng chữ Heritage nghĩa là di sản nằm ở chính giữa, ngay dưới logo hãng Tissot. Các khoảng trống còn lại thì chúng ta có thể quan sát những hoạt động của cỗ máy tinh xảo phía bên trong. Cỗ máy này có tên là ETA28942, dựa trên nền là ETA2892A2, được bổ sung thêm tính năng chronograph, hệ thống điều chỉnh Etachron và cơ cấu chống sốc Inca Block nổi tiếng. Thực sự thì đây là một cỗ máy xứng tầm với phân khúc cao cấp và một sản phẩm mang tính di sản của Tissot. Cảm giác lên tay của một chiếc Heritage bao giờ cũng đầy cảm xúc vì những giá trị đặc biệt mà nó mang trong mình. Size mặt dưới 40mm cho một mẫu chronograph là khá hiếm trong thế giới đồng hồ hiện đại, nên đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bác nào thích thiết kế này mà lại có chu vi cổ tay nhỏ. Một điểm cực kỳ đặc biệt nữa là phần tai gắn dây được làm kiểu twist, có nghĩa là vặn xoắn rất là lạ mắt, một chi tiết đầy tính nghệ thuật mà gần như bạn sẽ không thể tìm thấy trong những sản phẩm khác của thương hiệu nổi tiếng này. Các bạn nghĩ sao về Tissot Heritage 1948? Với mình thì đây thực sự là một mẫu đồng hồ đặc biệt và đáng để trải nghiệm. Duy Anh thì lại luôn đi đầu về việc mang về những mẫu đồng hồ như vậy. Hãy đến với các showroom bên mình, hệ thống đồng hồ Duy Anh, Duy Anh Watch, đại lý chính thức của Tissot và rất nhiều thương hiệu đồng hồ danh tiếng khác tại Việt Nam để trực tiếp cảm nhận nhé. Còn bây giờ, Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.